Với phong độ ấn tượng tại World Cup 2022, Kylian Mbappe chứng minh anh xứng đáng có mặt trong danh sách cầu thủ hay nhất thế giới hiện tại. Loạn lùm xùm nơi hậu trường tại câu lạc bộ Paris Saint-Germain dường như không thể cản bước chân sút người Pháp này tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Cú đúp vào lưới đội tuyển Ba Lan tại vòng 1/8 đưa Kylian Mbappe vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn ở World Cup 2022 với 5 pha lập công sau 4 trận. Thầy chó huấn luyện viên Didier Deschamps tới Qatar với lực lượng sứt mẻ đáng kể, nhất là trường hợp của đương kim quả bóng vàng Karim Benzema, người đã ghi 4 bàn cho đội tuyển Pháp tại Euro 2021. Song, với tư cách là nhà đương kim vô địch, tuyển Pháp không những hóa giải lời nguyền không thể vượt qua vòng bảng mà còn xuất sắc giành vé vào tứ kết sau chiến thắng thuyết phục trước Ba Lan. Nguồn cảm hứng của đội tuyển Pháp tại giải đấu năm nay không ai khác chính là Mbappe. Tiền đạo sinh năm 1998 đã chính 3 trong số 4 trận của đội tuyển Pháp tại World Cup 2022 tính đến lúc này và đều ghi bàn. Cú đúp vào lưới đại bàng trắng tối ngày 4 tháng 12 giờ Hà Nội giúp số 10 của đội tuyển Pháp trở thành cầu thủ duy nhất ghi được 9 bàn tại World Cup khi chưa tròn 24 tuổi. Kỷ lục trước đó thuộc về vua bóng đá Pelé. Đặc biệt, Mbappe chỉ mất 11 trận để ghi được 9 bàn, đạt hiệu suất 0,81 bàn một trận. Miroslav Klose hiện vẫn là chân sút hay nhất lịch sử World Cup với 16 pha lập công trong màu áo đội tuyển Đức. Tuy nhiên, nếu giữ vững phong độ, số 10 của đội tuyển Pháp hoàn toàn có thể xô đổ kỷ lục nói trên. Mbappe chỉ mới 24 tuổi khi giải đấu tại Qatar khép lại, đồng nghĩa anh hoàn toàn có thể tham dự ít nhất 2 kỳ World Cup nữa. Chuỗi phong độ ấn tượng của Mbappe đã giúp người hâm mộ bóng đá cả nước có thêm góc nhìn và phân tích, từ đó dự đoán danh tính chân sút vàng tại chương trình cùng chạm đỉnh World Cup 2022. Sau khi giành vé vào tứ kết, huấn luyện viên Deschamps chia sẻ: "Chúng tôi hiểu rõ Mbappe, cậu ấy hạn chế phát ngôn để chứng tỏ bản thân trên sân. Màn thể hiện trước Ba Lan vẫn chưa phải những gì tốt nhất của Mbappe. Cậu ấy còn có thể tốt hơn nữa. Mbappe là mẫu cầu thủ có thể thay đổi cục diện trận đấu chỉ trong chốc lát. Không phải ngẫu nhiên chiến lược gia người Pháp dành những lời có cánh cho cậu học trò. Khả năng thay đổi cục diện trận đấu đó đã được Mbappe thể hiện xuất sắc trước Ba Lan với một cú đá đại bác không cần đà và một tình huống cứa lòng vào góc xa trong tư thế khó. Cơ hội nào cho phần còn lại? Xếp sau Mbappe là 6 cầu thủ cùng sở hữu 3 pha lập công tính đến thời điểm hiện tại. Lionel Messi của Argentina, Cody Gakpo của Hà Lan, Bukayo Saka, Marcus Rashford của đội tuyển Anh, Alvaro Morata của Tây Ban Nha và Olivier Giroud của đội tuyển Pháp. Trong số này, chỉ Morata chưa giành vé vào tứ kết do La Roja còn có một trận đấu với Maroc tại vòng 1/8. Giới chuyên môn chưa từng đánh giá cao tài năng của Morata bởi dấu ấn anh để lại phần lớn là những pha bỏ lỡ. Tuy nhiên, chân sút sinh năm 1992 hưởng lợi khi chơi trong tập thể Tây Ban Nha thường xuyên áp đặt thế trận và tạo ra rất nhiều cơ hội ngon ăn. Chơi cao nhất trên hàng công của đội tuyển Pháp, Giroud hoàn toàn có thể vươn lên cạnh tranh danh hiệu vua phá lưới. Song cựu tiền đạo Arsenal đã hoàn thành nhiệm vụ ghi bàn thứ 52 để xô đổ kỷ lục của Thierry Henry. Do đó, không bất ngờ nếu anh chấp nhận lui về hậu phương để hỗ trợ cho Mbappe tỏa sáng trong phần còn lại của giải đấu. Saka và Rashford sẽ là đối thủ của Mbappe tại tứ kết World Cup 2022. Việc các cầu thủ này có thể vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn hay không phụ thuộc rất lớn vào kết quả của đội tuyển Anh. Bên cạnh đó, việc Tam Sư có tới 8 cầu thủ điền tên trên bảng tỷ số sau 4 trận cũng chứng tỏ Saka hay Rashford đều không phải là chủ công. Thậm chí, huấn luyện viên Southgate còn thường xuyên để Rashford ngồi trên băng ghế dự bị. Messi và Gakpo sẽ đối đầu với nhau trong trận đấu tứ kết giữa Argentina và Hà Lan. World Cup là danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập của El Buga. Những trận đấu đã qua cũng chứng minh cựu tiền đạo của Barca gánh đội tốt thế nào. Trong khi đó, Hà Lan đang tiến sâu bằng lối đá thực dụng mà hiệu quả với phong độ ổn định của tài năng trẻ Gakpo. Một trong hai cái tên sẽ rời giải sau trận đấu tứ kết và người còn lại sẽ phải rất nỗ lực để bám đuổi thành tích của Mbappe. World Cup 2022 đang bước vào giai đoạn gay cấn với tính chất sống còn của bóng đấu nước Âu. Các đội bóng lớn bắt đầu tung dần bài vở nhằm giành vé đi tiếp. Đây cũng là giai đoạn các cầu thủ chứng minh đẳng cấp ngôi sao bằng những giây phút tỏa sáng quyết định. Chắc chắn, bên cạnh việc hướng tới chiếc cúp vàng danh giá, cuộc đua vua phá lưới hứa hẹn không kém phần hấp dẫn với kỳ vọng lớn được người hâm mộ đặt vào những thần tượng.